Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì xin các bạn hãy bấm subscribe để theo dõi các video tiếp theo của mình nha. Nhân dịp năm mới, mình cũng xin kính chúc các cô bác, anh chị và các bạn có một năm mới vui tươi, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Hôm nay mình cũng xin chia sẻ cho các bạn xem cái hoa lan của mình nó đang phát triển như thế nào nha. Đây là cây Oncidium Twinkle. Đây là lan vũ nữ mà dạng như mini á. Cây này đang nở nè các bạn. Cái hoa này á, nó có mùi thơm rất là dễ thương luôn, nó thơm ngào ngạt luôn. Khi mình ngồi ở sofa này á, thì cái mùi hương của nó bay khắp nơi, rất là thơm. Nó thơm cả ngày luôn đó các bạn. Năm nay thì cái cây này nó cho mình ba cái nhánh hoa. Mình trồng cái cây này ở dưới basement á, là một nơi lạnh, rất là lạnh luôn. Nó thích không khí lạnh hay sao á, mà mình trồng ở dưới basement á, nó vẫn phát triển bình thường, nó phát triển tốt. Cái loại lan vũ nữ này thì nó có rất là nhiều màu. Nó có màu vàng nè, màu đỏ nè, rồi màu kem. Mình thấy có nhiều chỗ nó có màu tím đẹp lắm, nhưng mà ở Mỹ thì nó không có màu tím. Mình hy vọng rằng sau này mình sẽ tìm được cái màu tím ở Mỹ. Cái màu tím nhìn trên hình rất là đẹp luôn, mình nhìn rất là thích. Mình cũng trồng cái cây Oncidium này ở trong cái giá thể là sỏi, là đất nung đó các bạn. Nó xem ra rất là thích cái phương pháp này, tại vì Oncidium thì nó rất là thích nước. Còn đây là cây lan hồ điệp mà mình mua ở triển lãm hôm trước á, thì mình thấy có một vòi hoa thôi. Hôm nay thì mình thấy nó đã cho mình thêm một cái vòi hoa mới nữa. Này các bạn nhìn thấy không? Một cái vòi hoa nữa. Cái loại này á, nó rất là khó ra hoa. Nhưng mà không hiểu sao nữa mà tự dưng nó ra hoa thì nó ra hai cái luôn, hai cái vòi hoa luôn. Mình rất là vui luôn. Còn cây hoa lan hôm nay nó đã nở ra được 6 bông. Và nó còn 3 bông nữa chưa nở. Nhìn cái bông này dễ thương hả các bạn, nó màu hồng phấn, nó màu nhạt. Mình thích cây lan này không chỉ vì cái hoa của nó mà cái lá của nó cũng đẹp, cái lá nó cũng có chấm bông. Còn đây là cây lan hồ điệp mà mình trồng trong nước. Nên hôm nay nó đã cho một cái vòi hoa. Đây là cây hoa lan vũ nữ, nó cũng đang cho mình một cái vòi hoa. Mình cũng trồng trong sỏi nè các bạn nhìn thấy không. Hôm nay thì nó cho mình một vòi hoa duy nhất thôi. Cái cây này nó rất là thích nước, nó dễ sống nữa, dễ trồng. Tại vì nó thích lạnh đó, nên nó rất là dễ. Đối với môi trường của mình, bên mình thì rất là lạnh. Mình nghĩ ở đây phù hợp nhất là hồ điệp với vũ nữ. Tại vì nó lạnh đó. Khi các bạn trồng vũ nữ mà các bạn nhìn thấy cái búp của nó, là cái củ của nó đó, mà nhìn thấy nó không bị nhăn á, là tức là nó đầy đủ nước, nó không bị thiếu nước, nó không hề nhăn nha các bạn. Tại vì mình trồng bằng phương pháp này lúc nào nó cũng lấy được nước, nên nó không có bị thiếu nước, nên nó không bị nhăn. Cây hồ điệp của mình hôm nay nó đã nở hoa ra nhiều, còn hai hoa nữa. Mình rất là thích cái cây này. Cây này nó cho hoa mỗi năm luôn. Là cái hoa nó cũng đẹp ha, nhìn cũng lạ các bạn. Mình thích nhất là cái hoa màu vàng, nhìn nó đẹp nữa. Nhìn rất là tươi luôn, lên hình cũng đẹp nữa. Đây là cái vòi hoa hồ điệp. Hôm nay nó là cho 6-7 bông gì đó. Nó cũng lớn rồi. Còn đây là cây hồ điệp của mình mua hôm trước ở chợ Trader Joe. Thì hôm nay nó vẫn còn rất là tươi. Thông thường cây hoa lan này nó nở mà lâu tàn lắm, nhiều khi 6, 7 đến 8 tháng luôn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem
những cái hoa lan của mình sau một tuần thì nó phát triển như thế nào, và mình xin kết hợp hai cái video lại với nhau nha. Đây là cây lan hôm trước mình quay cho các bạn xem là nó ra hai cái vòi hoa đó. Hôm nay thì cái vòi hoa của nó đã dài thêm. Nhìn thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Hôm nay trời nắng á, nên mình quyết định quay phim á. Tại vì khi mà trời nắng á, thì quay nó lên sẽ màu sáng hơn, rõ hơn. Đây là cây hoa lan hôm trước mà mình mua ở triển lãm á. Hôm nay nó vẫn còn ra những cái bông hoa mới, những cái búp mới. Nó tổng cộng là có 9 bông. Còn đây là cây hồ điệp mà hôm trước mình quay cho các bạn mình trồng trong nước đó. Hôm nay mình đã quyết định bỏ nó vào trong chậu mà mình trồng bằng sỏi. Tại vì hôm trước mình thấy nó có vẻ cái lá nó không có được tốt nữa. Nó có vẻ mềm mềm. Nên mình quyết định chuyển nó vào trong chậu mà mình trồng bán thủy canh như thế này đây. Còn đây là cây lan vũ nữ. Hôm nay cái vòi hoa nó, các bạn nhìn thấy không, rất là nhanh luôn. Cái vòi hoa nó rất là dài rồi. Hôm trước nó ngắn thôi, bây giờ hôm nay nó đã dài như thế này rồi. Nhìn nó rất là tốt luôn. Đây là cây lan mình trồng trong nước. Cái cây này nó có vẻ thích nước, cái rễ nó cũng vẫn còn tươi tốt. Nên mình quyết định để lại để coi nó như thế nào. Nhìn nó vẫn tươi tốt. Ngày xưa mình đã từng trồng cái phương pháp thủy canh này rất là nhiều luôn. Rất là nhiều cây lan. Nhưng mà cái môi trường nhà mình nó khô quá hay sao đó, nó không phù hợp. Nên mình đã ngưng. Và mình cũng tiếp tục thí nghiệm coi thử nó như thế nào. Hôm nay thì cái cây lan hồ điệp này nó đã lớn lên. Cái búp nó đã lớn hơn hôm trước rất là nhiều. Mùa đông á, bên mình á, thì trời rất là âm u. Những ngày nắng như thế này á, thì rất là hiếm. Các bạn nhìn qua cửa sổ thì thấy nắng nó chui qua cửa sổ. Những hôm như thế này thì cây nó rất là thích. Nhìn nó sáng sủa. Đây là cây lan mà hôm nay nó đã nở thêm hai cái búp còn lại đó. Một cái búp còn lại chứ. Hôm nay trời sáng á, nên cái hoa lan này mình quay lên nó rất là đẹp. Các bạn thấy đúng cái màu của nó rồi đó. Nhiều khi trời tối quá mình quay á, mình cũng không thấy rõ được cái màu đúng của nó. Cái màu rất là đẹp luôn. Nhà mình á, thì nó có hai hồ cá nên mình quay phim đây nó cũng hơi ồn ào á, tại vì cái tiếng của hồ cá nó kêu. Hôm trước á, mình bỏ cây lan này vô trong cái chậu như thế này, mình bỏ sỏi á, nó vẫn còn tốt á, cái lá tốt, các bạn thấy không, nó đâu có bị hư gì đâu. Các bạn nhìn thấy nắng không, hôm nay nắng rất là đẹp. Nhìn khi mà trời nắng như thế này thì tâm trạng của người ta cũng vui vẻ hơn là trời âm u, phải không các bạn? Cái lan vũ nữ này hôm nay nó vẫn còn hoa, nó chưa có tàn và rất là thơm. Nó thơm mùi vani. Nó thơm lắm, thơm ngào ngạt luôn. Mình rất là thích ngồi chỗ này để nghe cái mùi của nó. Những cái cây lan này á, nó đều đang có vòi hoa hết đó các bạn. Còn đây là cây lan hài, nó đang nở hoa. Cây lan hài á, thì nó nở hoa rất là chậm. Mình chờ, mình đợi nó nở hoa cũng rất là lâu dài. Những cái lá nó rất là bóng, nhìn thấy rất là đẹp ha. Nhìn xanh mơn mởn, nhìn non giống như rau vậy đó. Cây lan hài thì nó thích lạnh. Mình hay chọn những cây lan á, mà nó thích xứ lạnh để nó dễ trồng cho mình. Hôm nay thì nó nở hoa được chút xíu rồi, mình cũng trồng nó trong đất nung sỏi mà các bạn. Mình rất là thích cây lan hài. Nhìn nó rất là đẹp. Nhân đây mình cũng xin quay cho các bạn xem cái chậu lan vũ nữ của mình. Mình trồng trong cái chậu kiến như thế này đây.
mình không có biết đục lỗ nó nên mình trồng trong cái chậu này không có đục lỗ, nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên đục lỗ nó. Nếu mà các bạn làm được và các bạn nhờ ai làm được á, thì các bạn nên đục lỗ nó thì tốt nhất. Mình không thích trồng mà không có lỗ như thế này, tại vì nó không có thoát nước được á, mỗi lần mình tưới mình đổ ra rất là cực. Nhưng mình lúc đó mình bỏ vô trong này á, mình không có cái chậu nào mình trồng nên mình bỏ vô đại. Và nhìn thấy không, nó rất là thích nước, những cái rễ của nó từ từ á chảy xuống tuốt ở dưới rồi đó, các bạn nhìn thấy không? Cái này mình cũng trồng ở dưới basement, nó thích lạnh lắm nên nó hợp với cái basement. Các bạn nhìn thấy rễ không, rễ nó lên nó xuống dưới luôn á, những cái rễ nào mà khi nó xuống tuốt ở dưới á là nó nằm trong nước luôn mà nó không chết, nó không bị thối, tại vì nó thích nước, nó hợp với nước. Bạn thấy nó chạy nó bò như là con dung, nhìn rất là thấy ham luôn á. Năm tới á, mình dự định mình sẽ bỏ vào trong một cái chậu khác mà nó có lỗ á, cho dễ chăm sóc hơn, để mình khỏi phải đổ ra chắc nước ra, mỗi lần chắc nước cực lắm, mà phải chắc nước ra để cho cái nước dơ á, những cái chất độc á nó ra, mình không có chắc nước đó là nó sẽ bị thối á. Mấy hôm nay á, mình không có quay video được cho các bạn xem được á, tại vì á, con mình nó bị bệnh, baby bị bệnh, rồi đứa lớn cũng bị bệnh luôn, rồi mình cũng bị bệnh luôn. Cho đến hôm nay á, thì cũng đỡ rồi, nhưng mà cái tiếng của mình nó vẫn còn khan tiếng á. Đây là cây Lance, một ngày hôm sau nó đã nở rồi nè các bạn. Sẵn rồi mình quay luôn, rồi mình kết hợp mấy cái video lại với nhau luôn cho thành một cái video cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Khi nó nở lên nó rất là đẹp. Nó lan hài giống như chiếc hài vậy đó. Nó rất là đẹp. Những cái loại lan này á, bên này á đắt cực kỳ luôn. Là bên Việt Nam thì nó rẻ hơn á. Mình thấy bên Việt Nam trồng lan hài mình thấy ham dễ sợ luôn, quá chừng đẹp luôn, nhìn ghiền luôn á. Quá chừng đẹp. Các bạn có thích không? Nếu các bạn thích thì các bạn comment ở bên dưới cho mình biết nha. Nhìn dễ thương ghê á, nhìn ngắm hoài không chán không luôn á. Khi trồng lan hài này thì các bạn nhớ một điều rằng á, là nó rất là thích nước, nó thích ẩm ướt. Và nó thích mát mẻ, nó không thích nắng trực tiếp. Và những cái cây nào á, mà khi nó có hoa rồi á, thì nó sẽ không lên hoa những cái cây đó nữa. Và nó sẽ ra cây con, vẫn tiếp tục lên hoa những cây con đó. Nên trồng lan hài các bạn bắt buộc phải trồng làm sao để nó đẻ ra cây con, mà khi có cây con rồi nó mới ra hoa, tại vì nó không có ra hoa trên cái cây của mẹ nữa. Sau khi ra hoa cây mẹ nó sẽ không bao giờ ra hoa nữa nha, nên các bạn đừng có chờ. Còn đây là một cái cây Oncidium khác của mình, tức là cây vũ nữ đó các bạn. Đây mình cũng trồng trong sỏi luôn, mình trồng trong các chậu lùng như thế này, tại vì cái cây này á, thì nó hay, nó thích những cái chậu mà lùng như thế này chứ nó không thích chậu cao. Mình trồng cho nó rộng rãi giống vậy thì nó sẽ đẻ cây con, tại vì Oncidium nó cũng vậy, vũ nữ nó cũng vậy, là nó sẽ không ra hoa trên cái cây của mẹ nữa, nó sẽ ra hoa trên cái cây của con á, nên mình phải trồng làm sao để nó đẻ con. Nó đẻ con thì mình có mới có hoa để ngắm. Các bạn có thích cái màu này không? Cái màu này đúng là màu của Christmas luôn á, màu đỏ đậm. Nhìn nó đẹp nhưng mà nó không có mùi thơm nha các bạn. Nhìn nó cũng rất là dễ thương nhưng mà nó không có mùi thơm. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng không khí Christmas luôn đó. Màu đỏ đậm. Phải chi nó có mùi thơm ha, cái này thấy không, không có mùi thơm.
Phụ nữ thì nó rất là thích nước, nên lúc nào á mình cũng bỏ nước cho nó một khúc ở dưới á, để cho cái rễ nó đi xuống nó tìm nước. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn share, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và các bạn nhớ ủng hộ, subscribe, đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo của mình nha. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc thì các bạn có thể ghi comment bên dưới cái video. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt các bạn.